Giày được làm từ da cá sấu, nhập từ các công ty chuyên thuộc da ở các nước, chuyên phục vụ cho các hãng thời trang lớn. Có hai logo vương miện của Kỳ Lân Luxury được chế tác từ vàng nguyên khối đến 3 viên kim cương vuông. Và túi xách cũng được làm từ da cá sấu. Và có một cái logo chữ Kylan. Nguyên miếng logo này được chế tác từ vàng nguyên khối và đến kim cương thiên nhiên lên chữ Kylan. Và đây là cá sấu được nhập từ các công ty chuyên thuộc da, và các công ty này khai thác da ở tại các nước trên vùng Amazon và theo tiêu chuẩn lấy da riêng phục vụ cho ngành da cao cấp, phục vụ cho các hãng thời trang lớn trên thế giới này. Nguyên combo da, giày, túi xách và dây thắt lưng. Ví cũng có chữ Kylan logo vàng nguyên khối. Chiếc kính được chế tác từ vàng nguyên khối và có hai cái logo vương miện hai bên kính.